mọi người thấy trái rất là bự nè, trái ổi. Ổi cây không có cao, cây thấp thấp à, nhưng mà nó trái rất là nhiều nè. Năm nay trái này ăn được rồi nè, hơi mềm à, mình bẻ hai trái. Làm ơi, cho cô ơi đại lý đó à, hồi năm rồi á, trái rất là bự, tại trái nó ít, nhưng mà năm nay trái nhiều, trái nhiều thành ra nó không đó. Xung quanh đều là trái không. Này chắc 1-2 ngày nữa vừa ăn. Đó, mình thấy bên đây một trái nữa. Bên này màu trắng nè. Ok, mình bỏ trái ổi vô cái rổ. Được 3 trái. Nha. Nó vừa cứng cứng á là mình ăn được, không bị sâu. Nếu mà mềm quá ở trong nó có ăn sâu nhiều quá bạn ơi, ăn không hết luôn. Ở trong nhà đã có một rổ rồi, bữa nay mình bẻ mình hái thêm nữa mà chắc ăn không hết được. Trái cây sạch natural fruit, không có thuốc. Dưới đất luôn, trái nhiều quá nó nặng, cây nó không đỡ nổi, nằm dưới đất luôn, sát đất luôn, trái ở dưới đất á. Dưới cỏ dưới đất gì cũng có ổi hết trơn á, trái nhiều quá. Đó, chỗ này là biết nhiêu trái luôn, mười mấy 20 trái luôn á.